Vâng, chào anh em đang xem video của Bốt Copy Channel. Để nếu anh em nào chưa biết thì bên mình có ship tỉnh trên toàn quốc với giá đơn từ 400k trở lên. Tiền cái thì anh em chuyển khoản trước giúp mình, còn đối với anh em mua phụ kiện thì đơn hàng từ 100 trở lên là mình ship được rồi. Đơn hàng mua phụ kiện thì anh em không cần chuyển khoản trước, có thể thu hàng ship code. Ok, thì ở đây mình mới về, ở đây tất cả toàn quốc mình đều có ship nha. Và ship cá chuyển khoản trước thì có bảo hành cho anh em. Điều kiện là anh em quay clip khi nhận hàng giúp mình, trục chặt gì đó bên shop chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề đó, thì sẽ bù gửi cá cho đơn hàng sau đầy đủ 100% cho anh em. Thì ở đây là mình mới về lại là Akadama, một số phần nền sử dụng cho hồ BSA rất là thông dụng của anh em của chúng ta. Thì Akadama này hiện tại anh em chơi hồ bảy màu thì có hai size mình quay cho anh em đây, đó là size S, còn một size nó nhuyễn hơn thì đây hạt nó mịn hơn anh em nha, thì nó là S, thì có hai size đó anh em lựa chọn đó tùy vào nhu cầu anh em. Trước hồi mình sẽ quay những cái hồ mà là mình đã làm sẵn bằng cái phần nền này cho anh em. Thì phần nền này nó là đất nung của Nhật, hiệu quả của nó á, nó là một lớp nền cho chúng ta, và cái lớp nền này nó cũng chính sẽ trở thành cái lớp vật liệu lọc luôn. Thì cái lớp vật liệu lọc này nó sẽ là nơi trú ngụ cho những con vi sinh của chúng ta, và nó vừa tô điểm theo vẻ đẹp chúng ta nữa. Đó là công dụng của nền Akadama. Và một phần nền này nó ưu điểm thích hợp cho những loại cá như bảy màu chúng ta là nó không có dinh dưỡng, cho nên chất lượng nước nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi đất nền, thậm chí nó còn tốt là khác. Đây là một số hồ ở shop mình đang sử dụng Akadama làm nền. Đó, thì anh em thấy đó, chất lượng nước rất là tốt với môi trường này. Thì bản chất của phần nền Akadama còn sử dụng để cho những anh em chơi bonsai hoặc là chơi sen đá. Đường link cái sản phẩm này mình có bán trên Shopee, vừa có bán nguyên một bao và vừa có chiếc lẻ theo lít bán cho anh em. Nếu anh em có nhu cầu mua thì sẽ tham khảo đường link phía dưới, mình để dưới phần mô tả video. Thì cái nền Akadama này mình chơi hồ tép cũng được luôn nha anh em, rất là nhiều công dụng luôn. Ở chất lượng nữa anh em xem đó, rất là trong nha. Rồi, nhiều anh em hỏi cái link con long phin này trên Shopee thì em cũng để phía dưới video luôn nha. Em đã tạo phần Shopee rồi, nó trong phần combo cám guppy mà có cái con số 2. Thì trong phần đó, trong một phân loại sẽ có một phân loại long phin, anh em có thể chọn trên đó. Thì có rất nhiều anh em đã mua được rồi, thì hy vọng anh em nào mà có nhu cầu mua hàng này trên Shopee có thể mua. Đây là cái thức ăn cho bọn long fin anh em ơi. Thức ăn này, thức ăn mới mình đang test mà thấy có vẻ rất là thích ăn. Thì mẫu này mình sẽ đăng lên đường link Shopee, anh em có thể tham khảo giúp mình ha. Rồi, có ngày này là một trong những cái hàng hot nhất tuần này. Đó, vừa qua thì hàng này được anh em săn đón rất là kịch liệt luôn. Combo này của chúng ta là Blue Topaz Ribbon tay bờ bướm. Hàng này mới đang giảm 50%, giá cũ 300k một cặp, giá khuyến mãi 300k, ngày hôm nay em sẽ được 2 cặp.
300k hai cặp Lutobus. Rất đẹp luôn em ha. 300k hai cặp. Rất đẹp, rất đẹp. Máy là máy tai bơ bướm luôn. Hàng này anh em muốn bắt chống gen hoặc chống ri bông thì tùy chọn. Bắt sao cũng được ạ. Rồi nếu như anh em không có dặn chữ thì mình có thể bắt ngẫu nhiên cho anh em. Combo chúng ta là 300k hai cặp nha, xin nhắc lại. Rồi mình quay máy anh em xem. Rồi con hàng tiếp theo ở đây chúng ta có là full gold ri bông. Trời ơi nó tươi nhan. Đang bật đèn flash thôi nha anh em. Đang bật đèn flash thôi. Không có tại vì hơi tối khuya rồi. Đó, màu sắc rất là tươi, full gold ri bông. Anh em lắng nghe là dòng này là đặc biệt nha, dòng này rất rất đặc biệt của chương trình tuần ngày hôm nay. Full gold ri bông anh em đang xem là những con trống mình đang quay, tí đổ máy vô quay liền cho anh em xem đây. Thì hàng này 200k một cặp, anh em mua vào 2 ngày cuối tuần, bên shop sẽ tặng cho anh em thêm một con máy ri bông luôn. Đối với dòng này một con máy ri bông cũng chỉ giá là 100.000 rồi đó nha anh em, hoặc là hơn. Thì ri bông là chủ yếu con máy giá đắt hơn. Nhưng trong tuần này anh em mua vào 2 ngày thứ bảy chủ nhật, một cặp 200k, bên shop tặng cho anh em thêm một con máy. Rồi tiếp theo đây, trước mặt chúng ta là bộ rồng Sennheiser mới của đợt này. Đây đang họa tiết đồ hoa văn đồ rất là rõ ràng và lành mạch nha. Rất là chuẩn luôn. Thì rồng Sennheiser này hiện tại là bên shop đang sale cho anh em với giá là combo 200k 3 cặp. Nếu anh em là có nhu cầu mua lẻ một cặp là 80k nha. Thì anh em có nhu cầu mua hàng ship tỉnh thì hãy liên hệ qua Zalo của mình. Số điện thoại mình để ở dưới cái góc trái màn hình anh em đang xem video đó, là số điện thoại có sử dụng Zalo nha. Hãy nhắn Zalo của mình. Rồi trước mặt chúng ta đây là dòng white màu sắc cực đẹp anh em nha. Là một xuất quân là xuất phát điểm của nó là hàng của Trung Quốc và hàng chiếc mà năm nay xuất sản từ Việt Nam. Và giá đợt này mình giảm rất mạnh cho anh em ha. Thì combo này chúng ta sẽ là combo giảm 50%, một cặp 300k. Ngày hôm nay chúng ta 300k sẽ sở hữu được hai cặp white màu sắc, hàng rất đẹp như video anh em đang xem. Đây là lô mới nhất vào ngày thứ bảy tuần này. 300k cho combo hai cặp anh em nha. Rồi tiếp theo đây chúng mình sẽ dòng Leopard nha. Quá đã luôn anh em ơi. Leopard đang đợt này bày này mình khuyến mãi lớn luôn nha. cặp. Anh em nào xem video này sale trực tiếp luôn 250k combo 2 cặp. Trời ơi, có tép luôn này. Nuôi mình nuôi chung hồi này với tép luôn, bữa bình thường nha. 250k 2 cặp rất đẹp luôn anh em ơi. 250 2 cặp số lượng có hạn nha. Khuyến mãi này hết bày là ngưng khuyến mãi. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với bụng là Tiger Half Moon Reborn. Ngày hôm nay đã gửi Moon Reborn chúng ta về bụng mới. Bữa nay chúng ta sẽ giảm giá với combo là 200k một cặp. Combo 2 cặp của chúng ta giảm chỉ còn 300k thôi nha anh em. Chống máy Reborn hoặc là chống gen máy Reborn anh em tùy chọn giúp mình. Máy là 100% Reborn. 300k cho combo 2 cặp này nha. Bồn tướng tá rồi thân đồ rằng ri đồ rất là ngầu nha. Rồi tiếp theo trước mặt anh em đây là dòng Dumbo Red Time mới về hàng ri bông, rất là đẹp, hai bờ rất đậm và dài luôn. Đó.
Trời ơi, xuất tha quá trời luôn. Và hàng tuyển đẹp nên có rất ít anh em nha. Thì mình quay ở đây là hai như cặp ra 2, 4, 6, rồi 6, 7 cặp gì thôi. Đó, tổng cộng chúng ta có 6, 2, 4, 6, 7 cặp. Đúng 7 cặp luôn. Nhà hàng này là 200k một cặp anh em nha. Thì nay mình khuyến mãi nhẹ vui vẻ cho anh em là combo của chúng ta nha. Một cặp thì mình giảm còn 200, giảm còn 150. Anh em bắt hai cặp vui vẻ giảm tiếp là 250. Rồi 200k giảm còn 150 một cặp. Combo hai cặp là 250. Hàng Dumbo cái tay bơi rất đẹp luôn. Chống máy rebound anh em nha. Còn anh em muốn chống thường, chống gen thì đổi chống gen ok hết. Mà chống rebound đẹp lắm. Rồi tiếp theo đây là HB Rod anh em nha. Hàng này mình đang khuyến mãi cho anh em giả rất đẹp luôn. 200k combo 3 cặp HB Rod. 200k 3 cặp anh em nha. Rồi con tiếp theo đây trước mặt em là hàng Super Short Tiber Bướm. Có đen Super Short Tiber Bướm rip bông sắc phiền. Đó, form rất là đẹp luôn anh em nha. Hàng này 400k một cặp bên shop đang sale nha anh em. Sale mạnh luôn, combo chúng ta là 2 cặp 500k hàng tuyển này. 2 cặp 500k hàng tuyển cực đẹp luôn, form ú cực cưng luôn anh em ơi. Rất dễ thương nha. Mình sẽ lại combo 2 cặp là 500. Và có một hàng mềm hơn để anh em trải nghiệm dòng coi sọt này. Sẽ quay ngay sau đây. Đây là coi sọt Ribbon. Cũng sắc phiên tay bướm luôn. À, người ta số là tay bướm hết anh em nha. Thì hàng này mình đang sale nó với anh em đó. Combo 3 cặp 300. Anh em bắt một cặp là 150k nha. Một cặp 150k ngày hôm nay khuyến mãi 3 cặp 300. Và anh em bắt hai combo bên shop có chương trình tặng đây anh em hai cặp nữa. Hai combo 600k anh em được tặng hai cặp nữa là 6 tặng 2 là 8 cặp luôn. 600k cho 8 cặp. 300k 3 cặp. Rồi tiếp theo là rồng tím màu sắc. Rồng tím màu sắc này là 200k một cặp. Ngày hôm nay khuyến mãi combo cho anh em nào xem được video này nha, với giá cực hot luôn. Thì nhanh gọn lẹ 250k cho combo 2 cặp anh em nha. 250k combo 2 cặp rồng tím. Chỉ áp dụng vào ngày mai thôi anh em nha. Hoặc là anh em ở tỉnh chuyển khoản vào ngày mai. 250 hai cặp. Rồi hôm nay mở màn lên bài wheel coi sọt ribbon anh em nha. Đó, bộ này chống rất là bén nha. Máy tướng form đẹp luôn. Hàng này nhất nhanh gọn lẹ khuyến mãi phát anh em hết hồn được nè. Hàng này bên em đang giảm 500k một cặp ngày hôm nay anh em nào xem được video này. À, nhanh gọn lẹ luôn. Một cặp chúng ta sẽ giảm. Thôi giờ chơi vậy nè, khỏi giảm luôn. 500k một cặp ngày hôm nay anh em mua là 500k hai cặp. Combo 500k hai cặp Will Coi Short. Trời ơi, hàng này trên thị trường là 7800, 6700 không. Ở đây 500k hai cặp anh em ơi. Đó, form cá đợt này khá đẹp nha anh em.
Rồi anh em muốn hàng cao cấp hơn em sẽ quay hàng tay bơ bướm cho anh em. Hàng anh em đang xem tay bơ nó dài nhưng mà nó chưa có gọi là tay bơ bướm được. Thì sau đây mình sẽ quay hàng tay bơ bướm anh em xem nha. Hàng đó là giá nó nhỉnh hơn một xíu. Còn hàng này 500k 2 cặp. Tất nhiên vẫn có khả năng tỷ lệ đẻ ra những con tay bơ bướm. Rồi chứng minh anh em đây là hàng tuyển nha. À, tai bơ bướm. Có con này không bị bông, nó lọt quẻ vào thôi. Còn máy đều là máy vay sắc phiên hết. Rồi form tướng body rất đẹp anh em ơi. À, hàng này 800k em đang sale còn 500k một cặp nha mọi người. Sắc phiên và tai bơ bướm luôn. Lanh quá, nó bơ tùm lum á, nó quay theo chống mặt luôn. Form rất đẹp anh em nha. Quay sắc phiền rất nhọn luôn. 800 sale còn 500k cặp anh em nha. Will coi sọt tai bơ bướm sắc phiền. Nó bơi kinh hoàng luôn em. Cho miếng ATM vô bơi kinh hoàng. Phờ ú lắm. Chống ở đây cũng bắt chống ribbon, chống thường gì đều có nha. Đây anh em ơi, coi đỏ Zena nha. Như mình đã thường nói trong các video trước đó, anh em quan sát phần đầu của nó đỏ rất dày ở phía sau. Nó kéo qua con mắt luôn. Lột người coi đỏ gen nè, tốt. Đó, và cái phần ở dưới cái miệng nó á, nó đỏ ở phía dưới luôn. Rồi quay dưới cho anh xem nè. Đó, nguồn này đầu đỏ rất là đậm nha. Và hàng này đợt trước mình khuyến mãi combo là 300k cho 2 cặp. Một cặp 200k mình khuyến mãi combo là 300k cho 2 cặp và hết rất là nhanh nha. Hết rất nhanh luôn. Cái này một anh quốc cỡ khoảng 4 combo rồi là thấy gần hết luôn rồi. Thì đợt này mình lên lại một cơ số. Nên anh em nào có đợt trước có bỏ lỡ thì đợt này có dán tranh thủ nha. Vì không có nhiều. Nhưng mình quay nó có bao nhiêu cá nên mình quay hết trong video rồi. Cũng tầm khoảng 10 cặp đổ lại thôi. Rồi 300k combo 2 cặp anh em nha, số lượng giới hạn.